Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Thêm một cô gái trốn cách ly từ Hà Nam vào Vũng Tàu để chuẩn bị lễ cưới khiến cộng đồng mạng rất bức xúc. Ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết địa phương đang theo dõi sức khỏe của một cô gái trốn cách ly tại nhà theo quy định về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, cô gái này tên BVA, 24 tuổi, ngụ tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đang thuộc diện cách ly tại nhà 14 ngày, từ ngày 26 tháng 2 đến hết ngày 10 tháng 3, do trở về từ vùng dịch Tokyo, Nhật Bản hôm 26 tháng 2. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 3, BVA đã tự ý rời khỏi nơi cư trú, di chuyển bằng xe khách đến sân bay Nội Bài để vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, cô đi taxi trở về nhà cha ruột tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Chị BVA sinh năm 1996, ngụ tại thôn Mạnh Trừ, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, từ Tokyo, Nhật Bản bay về nước ngày 26 tháng 2 và được cách ly y tế tại gia đình. Đến sáng ngày 5 tháng 3, chị đã tự ý cùng chồng đón xe khách ra sân bay Nội Bài để bay vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó tiếp tục đi xe khách về nhà bố đẻ tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngay sau khi nhận được văn bản hỏa tốc, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã đến tận nhà kiểm tra, lập biên bản. Tại thời điểm kiểm tra, chị BVA không có biểu hiện ho và sốt. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu gia đình chị BVA tiếp tục thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của trung tâm y tế địa phương. Hành vi bỏ trốn khỏi khu vực cách ly sẽ xử lý sau. Trước đó, thông tin về bệnh nhân số 17 tên Nguyễn Hồng Nhung, sinh sống tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, được phát hiện nhiễm Covid-19 khi di chuyển tới các nước Anh, Pháp, Ý trước khi nhập cảnh về Việt Nam đã nhận được sự quan tâm. Rất nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân này, số thì đã nhiễm bệnh và số thì bị cách ly để theo dõi, đã khiến cho dư luận hoang mang gấp bội lần. Cô gái tên HL cũng từng khai báo ra dối để không thực hiện các biện pháp cách ly khi từ vùng dịch Hàn Quốc trở về. Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước những hành động thứ thức của các cô gái trên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.